Xin chào các bác. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là tâm sen. Đây thì trên tay em đang cầm là tâm sen này các bạn. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng cái tâm sen và những lưu ý khi sử dụng tâm sen sao cho hiệu quả tốt nhất và không gây ra độc hại cho cơ thể. Đây thì tâm sen trên tay em đang cầm là tâm sen đã được sao khô các bác nhé. Sao vàng, em nhầm. Thì tâm sen trước khi sử dụng các bác phải sao vàng. Đấy. Khi sao vàng thì tâm sen cũng rất là giòn và dễ bị gãy và rất là khô. Thì tâm sen tươi thì sẽ to hơn, còn khi mà mình sao lên như thế này thì tâm sen nó rất là bé lại các bạn và rất giòn dễ gãy. Thì bên em có cung cấp tâm sen rồi cây lạc tiên rồi lụ tam thất rồi củ tam thất rồi các đồ rừng, các đồ thảo dược. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nhé, hoặc là cần tư vấn thì cứ alo cho em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng cái tâm sen này. Thì trước tiên em xin giới thiệu về cái tâm sen. Thì tâm sen ở trong cây sen các bạn, ở trên hạt sen thì cây sen rất nhiều bộ phận và đều được dùng để ăn hoặc là làm thuốc. Ví dụ như là lá sen thì cũng được dùng làm thuốc, và hoa sen thì được để làm trang trí, còn ngó sen thì được làm món ăn. Còn hạt sen và tâm sen thì nằm trong hạt sen và cũng có tác dụng chữa mất ngủ rất là tốt các bạn và an thần. Thì em xin giới thiệu cái tác dụng của cái tâm sen này. Thì tâm sen là một vị thuốc an thần và trị mất ngủ. Tâm sen được gọi là thần dược trong việc điều trị mất ngủ kinh niên và rất phù hợp cho người lớn tuổi. Trong tâm sen có chứa các thành phần hóa học và tác dụng trấn tĩnh và cải thiện giấc ngủ như asaparin và acanoid và nelupin và lucferin và linseri. Hai là hỗ trợ bệnh huyết áp và ổn định nhịp tim. Và theo nghiên cứu khoa học thì tâm sen có tác dụng làm giảm huyết áp và ổn định nhịp tim rất hiệu quả. Những người bị cao huyết áp và tim đập nhanh hay hồi hộp sử dụng tâm sen như một loại trà sen rất hiệu quả. Thì tâm sen, cái tác dụng thứ ba là tâm sen giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể. Tâm sen giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể, và bên cạnh đó những người hay bị mụn nhọt, ngứa hay là rôm sảy cũng sử dụng tâm sen thường xuyên sẽ đạt hiệu quả. Thứ tư là tâm sen hỗ trợ điều trị bí tiểu, nhờ tác dụng giải nhiệt an thần, tâm sen cũng giúp chữa nóng trong cơ thể và dẫn đến bí tiểu. Và người ta cũng pha tâm sen với nước nóng và uống như một loại trà. Và những cái lưu ý khi sử dụng cái tâm sen để trị bệnh bệnh thì người bệnh tim không nên sử dụng tâm sen và không được dùng hạt sen cho những người bị bệnh tim mạch, bởi trong hạt sen thì có tâm sen và có chứa độc tố là acanoid, không tốt cho người bệnh tim. Và muốn sử dụng làm thuốc thì trước tiên phải khử độc, và có thể khử độc thì cách là mình phải sao tâm sen ngả màu vàng, đây màu vàng như này các bác, và không được cháy các bác nhé, đấy, để độc tố có thể thoát ra ngoài. Hai là hạt sen bỏ tâm sen không có tác dụng trị mất ngủ. Nhiều người cứ quan niệm rằng là hạt sen trị mất ngủ, nhưng không phải các bác nhé. Chính là cái tâm sen này nằm trong hạt sen. Khi mà mình dùng hạt sen thì trị mất ngủ các bạn. Nhưng mà khi mà đã lấy cái tâm sen này trong hạt sen ra thì hạt sen không có tác dụng trị mất ngủ. Và không dùng cho tâm sen cho người bị vấn đề về đường tiêu hóa. Nếu sử dụng tâm sen không đúng cách và quá liều, và tâm sen có thể gây đầy bụng, khó tiêu, táo bón. Bởi vậy chúng chứa nhiều vitamin và các khoáng chất, nên khi dùng trong tình trạng đang bị rối loạn tiêu hóa thì sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng hấp thu khó khăn hơn. Và tránh dùng tâm sen lâu dài và với liều lượng nhiều. Thì dùng tâm sen thì không được dùng lâu dài các bạn, và không được dùng quá liều. Mỗi ngày chúng ta chỉ được dùng từ 5 đến 7 gram tâm sen này thôi các bạn. Thì nếu mà dùng tâm sen lâu dài thì người sử dụng lâu dài và sẽ có
gây cơ thể mệt mỏi và nhịp tim thất thường và làm suy giảm trí nhớ và nghiêm trọng. Ngoài ra tâm sen nếu không sao đúng cách sẽ gây độc tố và độc tố này làm hủy hoại tế bào óc và thận và tim. Chính vì vậy chỉ nên sử dụng tâm sen từ người bị bệnh thì mình nên sử dụng 3 đến 5 gram là tốt nhất các bạn. Đấy, 3 đến 5 gram là tốt nhất và sử dụng liên tục thì không quá một tuần. Phải ngưng khoảng mấy hôm sau đó lại sử dụng tiếp các bác nhé, để cho đào thải hết độc tố trong cơ thể đã. Thì cái tâm sen này khi các bác sử dụng với cả lạc tiên, cây lạc tiên thì sẽ cho hiệu quả rất là tốt. Mình đun với lạc tiên thì hai loại này sẽ kết hợp với nhau thì cho hiệu quả rất là tốt các bạn. Bên em thì có cung cấp lạc tiên, rồi lụ tam thất, rồi tâm sen. Các bác có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ nhé. Ngoài tâm sen thì bên em còn cung cấp nấm linh chi, nấm lim xanh, các đồ rừng, các đồ ngâm rượu, bọ cạp, tắc kè, đủ hết. Các bác có nhu cầu thì cứ xin vui lòng liên hệ nhé. Bên em đã sao sẵn tâm sen rồi, các bác về chỉ việc dùng rồi các bạn. Các bác không phải lo lắng gì hết. Và mình dùng khoảng từ 3 đến 5 gram một ngày. Và dùng trong một tuần là mình ngưng mấy ngày xong là mình lại dùng tiếp các bạn. Các bác nên nhớ là dùng kết hợp với lạc tiên thì sẽ cho hiệu quả tốt nhất các bác nhé. Xin chào và tạm biệt các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác luôn mạnh khỏe.